Xin chào mọi người, bữa nay mình tận dụng cái thùng bê cũ để mình làm cái bẫy bắt chuột ở nhà. Bẫy nhiều chuột nhiều lắm rồi. Bê cũ là đây một miếng này, lưỡi cưa đồ này, dụng cụ. Rồi bắt đầu mình sẽ xâm lỗ nha. Xâm lỗ đặng mình đút cái cây qua. Sao mà hay nổ à? Rồi bắt đầu mình là lấy cái cây. Mình sẽ xỏ đây nè. Từ đây mình nè. Này ấy xíu. Cho nó rộng rộng xíu nữa. Rồi, được rồi đó. Mình sẽ gắn cái kia vô. Okay. Rồi cho nó vô nè. Rồi mình sẽ cắt cái thùng ra nha. Rồi rút này ra đi. Vừa xuống lấy xuống mắt. Rồi mình sẽ lấy miếng từ từ ra nha. Thưa. Bẻ từ miếng ra luôn. Ok. Đó. Lấy từ miếng ra luôn. Rồi thọc kêu lại thử cái dừa cho nha mọi người. Bao ok. Rồi kế tiếp mình sẽ làm cho nó có cây nữa nha.
sẽ làm nó cây lên. Dương đây đây là dừa. Rồi mình sẽ đẽo cái móc mà móc ngang cái cho nó dính vô. Rồi mình đã làm xong đó. À, có cây luôn nha. Đây đây con chuột, đây con là cây con chuột nó bò lên đây. Đây đây đầu mình dán cái mì. Wow, nhiều nước quá. Trong đây mình để nước vô. Lại nha, con chuột bò nữa. Nó năng rớt xuống. Ô, gì con cá chưa vô. Thì cái clip tới đây mình kết thúc. Này mà chuột nhảy lắm nha mọi người. Vô cả nửa thùng luôn á. Thấy clip này hay thì cho xin like. Và đăng ký kênh. Nhấn cái chuông. Cái chuông nữa hả? Ừ. Chứ nhấn chuông làm gì? Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.